Yes, vô cùng là tuyệt vời và chào mừng tất cả các anh chị chúng ta cùng đến với chuỗi livestream 21 ngày làm chủ tài chính bằng luật hấp dẫn của Thanh An các anh chị nhé. À, và Thanh An cũng xin gửi lời chào, lời chúc đến tất cả các anh chị, chúc cho tất cả các anh chị chúng ta có một ngày tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, mạnh khỏe và hạnh phúc trọn suốt cả cuộc đời các anh chị nhé. À, và Thanh An cũng rất là cảm ơn và biết ơn các anh chị chúng ta đang xem livestream trực tiếp cùng với Thanh An. Và ngày hôm nay Thanh An sẽ tiếp tục chia sẻ cho các anh chị một bộ công thức giúp cho chúng ta ứng dụng và giúp cho chúng ta làm chủ được dòng tiền trọng tăng chính của mình bằng luật hấp dẫn nha các anh chị à, và đây là một bộ công thật là ứng dụng thật là có những kết quả thật rồi à, và thanh anh à, và đây là một bộ công thức thật à, và thanh cũng đã ứng dụng được rất là nhiều kết quả trên chính bản thân mình cũng là chia sẻ rất là nhiều à, cho những anh chị mà chúng ta à, ứng dụng luật hấp dẫn cũng đạt hái được rất là nhiều những cái kết quả vô cùng là tuyệt vời À, cho nên là ngày hôm nay Thanh An cũng rất là vui khi mà ở đây và có thể là tiếp tục chia sẻ cho các anh chị những cái bí kíp để giúp cho các anh chị có một cái cuộc sống thành công hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn và khổ hơn nữa ạ. À, và bây giờ thì à, Thanh An cũng sẽ dành ra một ít để mình có thể là chia sẻ đường link live stream ngày hôm nay các anh chị nhé. À, và những anh chị nào chúng ta đang trực tiếp xem live stream cùng với Thanh An, anh chị có thể là À, cùng comment à, và cũng như là chia sẻ đường link livestream ngày hôm nay à, để mà có thể là cho người thân bạn bè của chúng ta biết đến livestream này nhiều hơn nữa các anh chị nhé à, và với bộ công ty này là thanh an xin chắc chắn rằng khi mà chúng ta ứng dụng cảm thấy được những kết quả vô cùng là tuyệt vời các anh chị nha. À, rồi chúng ta nhanh chóng xem đến live ngày hôm nay đi các anh chị. À, và những anh chị nào mà chúng ta đang xem live stream thì Thanh An cũng xin gửi một lời chào lời chúc đến tất cả các anh chị nhé à, Rồi, rất là tuyệt vời và rất là nhiều anh chị à, chúng ta đang à, xem live stream trực tiếp của Thanh An trên các cái trang à, phương tiện đúng không ạ Rồi, Thanh An cũng xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị nhá. Rồi, Thanh An xin gửi lời chào đến chị Hương, chị Linh, chị Y Thảo à, Rồi, rất là nhiều anh chị ha à, Anh chị đúng chị Hường, chị Nhã Quyên, rồi chị Thủy Tiên, rồi An Tâm Huỳnh rồi xin chào tất cả các chị rất là cảm ơn tất cả các chị đang xem livestream cùng với thanh anh nha. Rồi chúng ta nhanh chóng chia sẻ cùng lên livestream ngày hôm nay cùng với thanh anh nha các chị. À, các anh cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái bí kíp để giúp cho chúng ta À, làm sao giúp cho chúng ta có được cái cách giao tiếp hiệu quả nhất để chúng ta có thể là khai phá được cái con người phi thường bên trong mình các anh chị ha à, ok các anh chị à, ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái cách để mà chúng ta có thể là giao tiếp hiệu quả với tiềm thức của mình nha các anh chị nhé à, được không ạ à, và giao tiếp hiệu quả các anh chị nha À, bởi vì sao bởi vì đa phần chúng ta chúng ta chưa có biết cách để mà à, làm thế nào để mà chúng ta giao tiếp một cách hiệu quả nhất các anh chị à, để mà đạt được cái điều mà mình mong muốn các anh chị ha đúng không ạ và trong ngày hôm nay cũng là cái buổi thứ hai trong cái chu kỳ lần này và chúng ta sẽ học cái cách để mà chúng ta giao tiếp hiệu quả nhất với tiềm thức của mình các anh chị nhé đúng không ạ rồi và rất à, là tuyệt vời và trước khi mà bước sang chủ đề ngày hôm nay À, thì chúng ta cũng sẽ cùng với thanh an chúng ta dành ra một ít phút để làm sao à, để mà mình có thể thực hiện một cái thói quen rất là tuyệt vời và đây là một cái thói quen rất là quan trọng đó là gì đó là trước khi mà chúng ta bắt đầu làm một cái việc gì thì chúng ta hãy cùng nhau ra quyết định về cái kết quả mà mình mong muốn đạt được các anh chị nhé được không ạ à rồi ngày hôm nay thì các anh chị chúng ta hãy cùng với thanh an ra quyết định à, đó là gì ạ học một hiểu 10. À, chúng ta có được cái sự giác ngộ cũng như là chúng ta có được cái sự nhận thức đúng đắn để mà chúng ta có thể là đạt được mục tiêu tài chính của mình các anh chị nhé rồi à, bây giờ các anh chị hãy cùng với thanh an à, chúng ta ra quyết định nha các anh chị đúng không ạ Rồi ok các anh chị ha. Rồi chúng ta đã ra quyết định chưa các anh chị? Đúng không ạ? À, và ngày hôm nay à, thì à, An sẽ tiếp tục chia sẻ cho chúng ta những cái cách để mà chúng ta giao tiếp đúng với chính mình cũng như là làm thế nào để chúng ta khai phá được cái cách à, khai phá được cái sức mạnh phi thường bên trong mình các anh chị nhé, đúng không ạ? À, hôm qua thì à, có những anh chị nào mà chúng ta chưa tham gia cái buổi đầu tiên không ạ? À, buổi đầu tiên là gì ạ? Buổi đầu tiên là nhắc về cái khái niệm À, sức mạnh tiềm thức cũng như là luật hấp dẫn các anh chị ha. Hôm qua thì thanh an cũng đã chia sẻ rất là rõ rồi các anh chị. À, có anh chị nào mà ngày hôm qua chúng ta chưa tham gia à, cái buổi chia sẻ đó không ạ? À, những anh chị nào mà chúng ta chưa nghe cái buổi chia sẻ đó thì chúng ta có thể là cùng comment phím số không các anh chị nhé. À, ngày hôm qua anh chị nào chưa tham gia thì chúng ta có thể là cùng comment phím số không đi các anh chị, đúng không ạ? À, xin chào chị à, à, Trần Thị Thanh Hương đúng ạ, chị chưa tham gia đúng ạ? đấy rồi những anh chị nào mà chúng ta chưa tham gia thì chúng ta hãy tham hãy comment các anh chị nhé đúng không ạ rồi anh Nguyễn Văn Thiệp đúng không ạ những anh chị nào mà chúng ta chưa tham gia ngày hôm qua có vẻ là rất là nhiều đúng không ạ chị Trần Thanh Hà cũng chưa tham gia nè à, vậy thì ok các anh chị không sao các anh chị ha À, ngày hôm qua cũng là cái ngày đầu tiên của chu kỳ. À, thì những anh chị nào mà chúng ta chưa nghe được cái buổi đầu tiên, thì các anh chị cứ inbox trực tiếp, thanh an sẽ gửi lại để mà các anh chị à, nghe về à, cái buổi đầu tiên mở đầu của chu kỳ các anh chị nhé, được không ạ? Ừ, à, rồi à, xin chào chị Phương Hải nha. ngày hôm qua mình cũng chưa tham gia đúng không ạ? À, ngày hôm qua là một ngày rất là quan trọng các anh chị, bởi vì sao? bởi vì ngày hôm qua chúng ta hiểu được cái khái niệm rất là rõ về gì ạ? Về sức mạnh tiềm thức cũng như là luật hấp dẫn. Và chúng ta cũng hiểu được cái cách là làm sao để mà chúng ta ứng dụng như thế nào các anh chị, đúng không ạ? Cho nên là sao? Cho nên là bài học ngày hôm qua rất là quan trọng các anh chị nhá. Những anh chị nào mà ngày hôm qua thì chúng ta chưa có học thì các anh chị cứ inbox trực tiếp để mà Thanh An gửi lại cho các anh chị nhá. À, anh Tôn lấy ai chị Tôn lấy mình cũng chưa học đúng không ạ? Rồi các anh chị cứ inbox trực tiếp Thanh An sẽ gửi lại các anh chị nhá. Làm sao ạ? Chúng ta phải xem lại các anh chị, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm qua là một cái ngày khá là quan trọng. Đặc biệt những anh chị nào mà chúng ta mới lần đầu tiên biết về khái niệm này. Những anh chị nào mà chúng ta chưa biết về khái niệm luật hấp dẫn cũng như là chúng ta chưa biết về khái niệm sức mạnh tiềm thức á. Mình vẫn thấy đây là một cái khái niệm rất là mơ hồ và chúng ta cũng thấy là gì ạ? Chúng ta chưa có rõ ràng. Mình chưa có hiểu được cái lý do tại sao này. Ô tại sao mà mình cũng đã làm rất là nhiều những cái điều À, hoặc là các anh chị cũng rất là cố gắng trong cái cuộc sống của mình à, mình cũng gọi là gì làm đủ nghề làm đủ thứ rất là cố gắng rất là nỗ lực luôn các anh chị nhưng mà tại sao mà mình vẫn chưa có đạt được cái sự thành công đúng không ạ vậy thì ngày hôm qua thanh an cũng đã lý giải à, trong cái buổi livestream ngày hôm qua cũng đã rất là kỹ rồi các anh chị đúng không ạ À, cho nên những anh chị nào mà chúng ta chưa xem thì chúng ta xem lại nha Dạ, ở đây có chị Trần Thu Hoài nữa đúng không ạ? Rồi rất là nhiều những anh chị chúng ta chưa xem cái buổi ngày hôm qua thì à, không sao hết các anh chị nha Chúng ta xem lại các anh chị để làm gì để mà chúng ta hình thành nên à, cái khái niệm cơ bản đầu tiên và chúng ta cũng hiểu được cái lý do tại sao mà hồi giờ chúng ta rất là nỗ lực, lực rất là chăm chỉ, rất là cố gắng nhưng mà chúng ta vẫn chưa gặt hái được cái sự thành công các anh chị nhá. Đúng không ạ? À, rồi có chị Tâm nữa đúng không ạ? rồi các anh chị cứ inbox trực tiếp thanh an gửi lại nha rồi ok các anh chị vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã hiểu được cái tầm quan trọng của cái uh, luật hấp dẫn rồi chúng ta cũng đã hiểu được là bên trong chúng ta có được cái sức mạnh vô cùng là phi thường rồi uh, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học lại cái cách làm thế nào để chúng ta giao tiếp được với tiềm thức làm thế nào để mà chúng ta giao tiếp để chúng ta đạt được những cái điều mà chúng ta mong muốn các anh chị. Và được không ạ? Và giao tiếp cũng là một cái kỹ thuật mà chúng ta cũng sẽ được học uh, trong chuỗi chu kỳ lần này các anh chị nhé. Được không ạ? Và ông bà chúng ta thường hay có một cái câu là gì ạ? Đó là học ăn, học nói, học gói, học mở đúng không các anh chị? Đấy, học ăn, học nói, học gói, học mở. Uh, vậy thì ngay cả cái việc á uh, mà chúng ta ăn á thì chúng ta cũng phải ăn cái gì cho mình khỏe rồi, đúng không ạ? À, rồi gì nữa à, chúng ta học chúng ta ăn cái gì để mà cho cái cơ thể của mình nó tràn đầy năng lượng à, làm thế nào để mà các anh chị có được một cái cơ thể tràn đầy năng lượng làm thế nào để các anh chị có được một cái cơ thể khỏe mạnh làm thế nào để mà các anh chị càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn làm thế nào vậy thì thậm chí cái việc chúng ta ăn chúng ta cũng phải học thôi các anh chị đúng ạ à, và khi mà đến với uh, cầu lạc bộ liên minh các câu lạc bộ tri thức và sách á. À, thì thì Thanh An cũng phải học từ cái cách đó là gì? Cách ăn, cách nói các anh chị, đúng không ạ? À, mình cũng phải học lại cái cách ăn như thế nào để mình có được một cái cơ thể khỏe mạnh, mình phải học lại cái cách ăn như thế nào để mình có được một cái cơ thể tràn đầy sức sống. Mình cũng phải học lại cái cách để mà làm sao Mình càng ngày càng trở nên xinh đẹp và ăn như thế nào để trở nên giàu có hơn các anh chị. À, các anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Và theo, theo đó là gì? à, Thanh An cũng phải học lại cái cách để mà mình nói Mình nói như thế nào để mà mình à, có thể là giao tiếp đúng đắn với con người phi thường bên trong mình à, Mình giao tiếp như thế nào để mình gặt hái được những cái sự thành công trong cái cuộc đời của mình Và đặc biệt này các anh chị, cái việc mà các anh chị giao tiếp với chính mình đó, nó rất là quan trọng làm thế nào để mình có thể là giao tiếp với chính mình, gặt hái được những cái kết quả cũng như là làm thế nào để chúng ta giao tiếp với chính mình, thu hút được những cái điều mà mình thật sự mong muốn các anh chị, đúng không ạ? Vậy nên là buổi ngày hôm nay rất là quan trọng các anh chị nhé. À, và vì sao mà trước giờ mình vẫn không có gặt hái được cái sự thành công? Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa biết cách giao tiếp đúng các anh chị ơi, đúng không ạ? À, mình chưa có biết cách giao tiếp đúng và thường á là như thế này nè. À, tại sao á? mà ngoài kia số đông người ta hay nói này tại sao những cái gì mà mình thích đó, thì mình thường không có đạt được à, đúng ạ rồi. À, rồi ngoài kia thì hay nói là gì ạ, những cái gì mà mình thích đó, nó thường là hay nó bị rời xa mình đó các anh chị và đặc biệt những anh chị nào mà chúng ta đang có cái tư duy đó này, chúng ta đang có cái niềm tin đó này, à, thì chẳng qua nó là cái việc mà chúng ta đang giao tiếp chưa đúng với chính mình thôi các anh chị đấy Vậy thì ngày hôm nay khi mà các anh chị đã học được cái cách để mà chúng ta có thể là giao tiếp đúng với chính mình á thì tuyệt vời không ạ? Đúng rồi, những anh chị nào mà chúng ta cảm thấy đây là một cái điều hết sức là tuyệt vời thì các anh chị có thể là cùng comment tôi đi các anh chị, đúng không ạ? Đó, và những cái điều mà các anh chị mong muốn á thì các anh chị đều có thể là gặt hái được và chúng ta có thể là đạt được hết tất cả nha các anh chị nhé, đúng không ạ? Đấy. Và À, ngày hôm nay chúng ta sẽ học được cái bí kíp làm thế nào để mà chúng ta đạt được những cái điều mà mình mong muốn và đó thông qua cái việc là chúng ta cần phải biết cách giao tiếp đúng với chính mình các anh chị, được không ạ? À, nội cái từ là hai hai cái từ giao tiếp thì giao tiếp có nghĩa là gì các anh chị? Rồi em xin gửi lời cảm ơn chị Huỳnh Khánh nha, cảm ơn chị rất là nhiều. À, rồi. À, vậy thì các anh chị uh, hãy định nghĩa cho thanh an đầu tiên uh, cái từ giao tiếp nó có nghĩa là gì các chị giao tiếp nó có nghĩa là gì các chị ơi đầu tiên là uh, chúng ta hiểu về cái sự uh, định nghĩa các anh chị nhé giao tiếp nó là gì nó là cái sự trò chuyện <laughs> nó là cái nói qua lại đúng không ạ à, và giao tiếp nó cũng là cái sự tâm sự đấy uh, giao tiếp với uh, các anh... giao tiếp nó chính là cái sự trao đổi thông tin qua lại với nhau Đúng không ạ và chúng ta trao đổi thông tin nhằm để làm gì ạ à, để mà chúng ta đưa cái thông tin một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đối với đến với cái người đối diện của mình á và thông hoặc là thông qua cái người thứ hai thứ ba hoặc là những cái nhiều người hơn để mà các anh chị có thể là truyền đạt cái thông tin chính xác mà các anh chị mong muốn đúng không ạ cho nên là sao cho nên là giao tiếp đó chính là cái sự trao đổi thông tin các anh chị để giúp cho đối phương có thể nhận được thông tin chính xác các anh chị nhé À, và những cái gì mà các anh chị muốn gửi gắm cho họ thì các anh chị thông qua cái việc mà chúng ta giao tiếp thì chúng ta sẽ gửi gắm đến cái người đối phương để nhận được cái cái điều mà các anh chị mong muốn ha đúng không ạ và mục đích của giao tiếp là gì ạ là đa phần là chúng ta để được cái sự uh, uh, sự đồng thuận cái sự say giết để mà có được cái sự hậu thuận đúng không các anh chị đúng không ạ cái mục đích của mình giao tiếp đấy đúng không ạ để mà chúng ta được đồng điệu, chúng ta được hợp thuận thì đó có phải là cái mục đích của giao tiếp đúng không ạ? đúng không các anh chị? À, chính xác chưa ạ? đấy, mình giao tiếp để làm gì? để cho là người khác hiểu mình nữa các anh chị ơi, đúng không ạ? À, nhưng mà đa phần là sao? đa phần là trong những cái mối quan hệ của chúng ta, chúng ta chưa có được hòa hợp và thậm chí là những cái mối quan hệ của chúng ta chúng ta chưa có được cam kết, đúng không ạ? và càng ngày à, càng bị rời rạc và đặc biệt là những, những thành viên trong gia tự đình của chúng ta nữa đúng không các anh chị ơi và đa phần số đông của chúng ta có một cái tâm lý như thế này nè à mình đối với người ngoài á thì mình rất là dễ mình rất là cởi mở và sao ạ à, và mình rất là hay chia sẻ đúng không ạ nhưng mà đối với người thân của mình thì mình lại rất là chưa có dễ các anh chị để mà mình có thể là gắn kết với nhau tại vì sao tại vì á có thể là sau nhiều lần các anh chị nói chuyện với nhau các anh chị chia sẻ thông tin với nhau nhưng mà mình chưa có được xây giết và các anh chị cũng chưa có được đón nhận cho nên đó là cái lý do mà các anh chị hay ngại trong cái việc mà các anh chị chia sẻ thông tin và trao đổi thông tin đúng không ạ à, vậy thì á các anh chị cũng sẽ thường là sao à, ngại giao tiếp với những cái người mà họ không có được cái sự hậu thuận cho mình không có được cái sự hỗ trợ cho mình đúng ạ và chúng ta cũng thường là khép nếp trong cái việc mà mình trao thông tin đúng không ạ vậy thì á à, có thể là cái nguyên nhân ở đây đó là gì đó là các anh chị chưa có biết cái cách để mà mình xây dựng yes đúng đắn và mình truyền đạt thông tin đúng đắn các anh chị đúng không ạ mình chưa biết cách để mà mình truyền đạt thông tin đúng đắn với những cái người xung quanh của mình đó đúng không ạ và thậm chí là như thế này nè. Mình á, mình giao tiếp với chính mình á, mình còn chưa biết cái cách để mà giao tiếp chính xác nữa các anh chị. Đúng không ạ? Mình giao tiếp với chính mình mình còn chưa có giao tiếp được các anh chị. Mình còn chưa biết cách để giao tiếp đúng, mình còn chưa biết là mình cần gì. Hoặc là mình còn chưa biết là cái thông điệp của mình mình muốn với chính mình là cái điều gì nữa cơ đúng không ạ à, cho nên á đó là cái lý do mà tại sao mà đa phần chúng ta giao tiếp với những người xung quanh ấy chúng ta không có được say zét yes, các anh chị đúng không ạ à, đa phần đó là cái lý do mà khi mà các anh chị giao tiếp với những người xung quanh mình á các anh chị không có được cái sự đồng thuận Đấy, và chúng ta cũng không có nhận được cái kết quả giống như chúng ta mong đợi được ạ vậy thì ngày hôm nay à, chúng ta sẽ học lại từ đầu các anh chị <laughs> học lại từ đầu đó là gì đó là học nói các anh chị nha học nói đúng không ạ và ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái cách nói nói cái gì nói cái điều mà chúng ta thực sự mong muốn các anh chị và sẽ sử dụng cái cách truyền đạt thông qua cái ngôn từ của mình để mà đối phương nhận đúng cái thông tin đó nhận đúng cái thông điệp đó các anh chị đúng không ạ và làm sao và để cho chúng ta được say yes các anh chị đúng không ạ à đúng không các anh chị ơi chúng ta phải giao tiếp để đạt được cái mục tiêu của mình giao tiếp để đạt được cái sự đồng thuận giao tiếp để mà chúng ta có được cái sự hậu thuận có được cái sự hỗ trợ chứ đúng không các anh chị đúng không ạ và ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã biết rồi đó là gì à, đó là tâm thức của chúng ta thì nó gồm hai phần à, phần đầu là gì phần đầu là ý thức và cái phần thứ hai là gì tâm thức các anh chị đúng không ạ ok các anh chị ha à? đây là cái kiến thức ngày hôm qua đó À, ngày hôm qua thì chúng ta đã học rồi cái phần này đúng không ạ? À, thì những anh chị nào mà ngày hôm qua chúng ta chưa học thì à, chúng ta học lại các anh chị nhá, không sao hết các anh chị học, được không ạ? những anh chị nào chúng ta học chưa nói, học thì đúng không ạ? và à, ngày thì th ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học lại để mà chúng ta học cái cách à, cho nó đúng các anh chị nhá à, và các anh chị nhớ, nhớ ngày hôm qua là gì không ạ? là ý thức của chúng ta chiếm năm phần trăm, còn tiềm thức của chúng ta chiếm chín phần các anh chị. Đúng không ạ? Và cái chức năng của ý thức nó là cái gì? Chức năng của ý thức đó là lựa chọn và ra quyết định các anh chị. Đúng không ạ? À, chúng ta phải có một cái chức năng đó là gì? Đó là lựa chọn trước và ra quyết định các anh chị nhé. À, và chúng ta nhớ là chúng ta cần phải lựa chọn cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Đúng không ạ? À, ra quyết định là chúng ta nói ra đấy. Nói ra là chúng ta ra quyết định đó các anh chị. Đúng không ạ? Cho nên là trước khi mà các anh chị nói ra cái điều mà mình mong muốn thì sao thì mình phải suy nghĩ mình phải có được cái tư duy chọn lọc mình phải xem đó đó có phải là cái kết quả cuối cùng mà các anh chị mong muốn hay không đúng không ạ và đa phần là chúng ta thường bị bỏ quên một cái ý đó là gì đó là cái ý về cái sự lựa chọn các anh chị đúng không ạ à, chúng ta phải lựa chọn thông tin À, chúng ta phải lựa chọn cái kết quả cuối cùng mà mình mong muốn và sau đó thì mình mới đưa ra cái quyết định của mình bằng lời nói, bằng cái sự nhận định, bằng cái tư duy, bằng cái suy nghĩ của mình, can chị, được không ạ? và đó chính là cái chức năng của ý thức của mình và ý thức nó có một cái việc đó là gì ạ? đó là có khả năng tư duy, can chị, ý thức của chúng ta nó có cái khả năng tư duy, có cái khả năng nhận định đúng sai có cái khả năng gọi là gì trái phải tốt xấu nó có cái khả năng nhận định đó các anh chị à, nó cũng biết được là cái điều gì mà là nên cái điều gì là không nên cái điều gì là cần cái điều gì là không cần các anh chị và đó chính là cái chức năng của ý thức các anh chị đúng không ạ còn cái chức năng của tiềm thức là gì các anh chị ơi chức năng của tiềm thức đó chính là việc đồng ý và cho thêm các anh chị chức năng của tiềm thức đó chính là đồng ý và cho thêm và tiềm thức thì nó chỉ có một cái chức năng duy nhất thôi các anh chị à, say yes 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 đúng ạ à, và chúng ta có 95% phần trăm là tiềm thức và 95% mươi phần trăm tiềm thức là nó 95% mươi phần trăm nguồn lực đó các anh chị đúng không ạ và với cái việc mà các anh chị hiểu về sức mạnh tiềm thức thì nó sao nó sẽ hậu thuận cho các anh chị nguồn lực 100% các anh chị đúng không ạ chúng ta có 95% cái nguồn lực để mà hậu thuẫn cho cái sự thành công của mình các anh chị à, Nhưng mà khi mà chúng ta học Chúng ta hiểu Chúng ta biết Chúng ta kết hợp giữa ý thức và tiềm thức Ngày hôm nay với bộ công thức này à, Các anh chị sẽ khai phá được 100% những cái nguồn lực Mà giúp cho các anh chị thành công luôn được không ạ? Đấy Và các anh chị nhớ nè Tiềm thức nó luôn luôn say yes Và nó sẽ luôn luôn say yes Với mọi cái sự lựa chọn Và mọi cái quyết định của các anh chị Đúng không ạ? nó không có phân biệt đâu các anh chị nha tiềm thức nó không có phân biệt đâu các anh chị đúng không ạ à, ngày hôm qua thì thanh an cũng đã cho các anh chị một cái ví dụ để mà các anh chị hiểu đó là gì ạ tiềm thức nó giống như là một cái mảnh vườn ấy và cái mảnh vườn của mình là nó nhận tất cả những cái hạt giống cho dù là các anh chị có đang gieo cái hạt giống nào đi chăng nữa thì sao ạ thì cái tất cả những cái hạt giống mà được gieo xuống mà đất tiềm thức nó cũng sẽ đều được sinh sôi nảy nở các anh chị Đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải có một cái việc đó là gì? Đó là chúng ta phải biết cái cách để mà chúng ta lựa chọn cái hạt giống. Và cái việc mà lựa chọn hạt giống thì sao? Thì đó chính là nhiệm vụ của ý thức các anh chị. Đúng không ạ? Cho nên là sao? Cho nên là chúng ta phải biết cái cách để mà chúng ta vận dụng và chúng ta nhuần nhuyễn hai cái điều này các anh chị. Đúng không ạ? Và các anh chị nhớ này, khi mà chúng ta nói ra cái điều gì á, là chúng ta phải suy nghĩ trước rằng cái lời nói đó này, nó có hỗ trợ cho cái sự thành công cái sự hạnh phúc của các anh chị hay không những cái lời nói đó nó có hỗ trợ cho cái điều cái kết quả mà các anh chị thật sự mong muốn hay không nó có giúp cho các anh chị gặt hái được những cái kết quả tốt đẹp hay không đúng không ạ hoặc là sao hoặc là những cái lời nói đó nó có giúp cho các anh chị có được cái mối quan hệ hoàn hảo hay không đúng không ạ có được cái mối quan hệ hòa hợp hay không các anh chị đúng không ạ và trước khi các anh chị đưa ra những cái sự lựa chọn này trước khi mà chúng ta đưa ra những cái lời nói chúng ta hàng ngày những cái hành động thì sao thì chúng ta cần phải suy nghĩ canh chị và chúng ta phải lựa chọn đúng không ạ chúng ta phải suy nghĩ chúng ta phải lựa chọn và sau đó thì chúng ta đưa ra những cái kết luận mà chúng ta mong muốn được không ạ và gần như là như thế này, này có một cái sự thật là thực tế nó phụ phàng như thế này này các anh chị <laughs> có một cái sự thật và có một cái thực tế nó rất là phụ phàng như thế này đó là gì gần như 80% số đông á, chúng ta đang thiếu cái khâu này đúng không ạ cho nên là sao cho nên là chúng ta thường hay bị đưa ra những cái quyết định mà nó không có được khôn ngoan các anh chị ơi chúng ta hay bị đưa ra những cái quyết định mà nó không có khôn ngoan các anh chị và chúng ta thường hay rơi vào một cái trạng thái đó là gì đó là các anh chị nói không có kiểm soát đúng không ạ các anh chị nói không có kiểm soát các anh chị không có tập trung vào những cái điều mà mình mong muốn Và các anh chị hay bị rơi vào trong một cái trạng thái đó là gì? Đó là phàn nàn, đó là đổ lỗi, đó là oán trách, đó là trách móc Đúng không ạ? Và các anh chị nhớ nè Và tiềm thức nó sẽ đón nhận bất kỳ một hai hạt giống nào Cho dù là các anh chị nói, các anh chị nghĩ, các anh chị đang hành động cái điều gì đó Thì các anh chị cũng đang trực tiếp gieo vào cái mảnh vườn của mình Đúng không ạ? và nếu như mà các anh chị không có được cái sự chọn lọc trước khi mà các anh chị nói à, không có một cái sự chọn lọc trước khi mà các anh chị tư duy không có một cái sự chọn lọc trước khi mà các anh chị đưa ra cái quyết định của mình á các anh chị không có chọn lọc á thì sao thì khi mà các anh chị đã gieo vào trong cái mảnh vườn tiềm thức của các anh chị thì thông qua quy luật hấp dẫn những cái gì giống nhau thì nó sẽ thu hút lẫn nhau các anh chị đúng không ạ được không các anh chị ơi? Các anh chị hiểu được cái chỗ này chưa ạ? Những anh chị nào mà chúng ta hiểu được cái chỗ này thì có thể là cùng comment phím số 1 ngàn được không ạ? Đấy, cho nên là không kể hạt giống tốt xấu đâu. Những cái gì mà các anh chị đang gieo vào cái khu vườn tiềm thức của mình ngày hôm nay thì nó đều nở nên hoa trái hết các anh chị nhá Nó đều nở, nó đều nảy mầm hết các anh chị. Đúng không ạ? Đấy, nếu như mà bây giờ các anh chị nói rồi sau hai mình xấu đấy <laughs> thì các anh chị biết là cái hạt giống thì nó đang nảy mầm không ạ? Nó là cái từ xấu ấy thì các anh chị sẽ thấy là càng ngày mình cứ thấy mình càng không đẹp hơn đúng ạ và các anh chị sẽ thấy là càng ngày sao mình thu hút những cái sự kiện những cái vấn đề ờ, mà sao ạ mình đầu tắt mặt tối luôn mình không có cái thời gian để mà mình chăm sóc cho cái sắc đẹp và không chăm sóc cho cái sức khỏe của mình được luôn các anh chị đúng không ạ các anh chị có hình dung được cái này không ạ và các anh chị nhớ lo hấp dẫn là gì ạ lo hấp dẫn là những cái gì giống nhau thì sẽ thu hút lẫn nhau mà đúng không ạ cho nên á cả những cái gì mà các anh chị đang nói tất cả những cái gì mà các anh chị đang nghĩ tới là các anh chị đang tạo ra cho mình một cái khuôn mẫu và cái khuôn mẫu đó nó sẽ hấp dẫn những cái tình huống những cái con người những cái sự kiện tương đương để tạo ra cái khuôn mẫu đó các anh chị được không ạ và nhiều trong số tất cả các anh chị hiểu được cái chỗ này có thể là cùng comment z ạ rồi thanh an xin mời các anh chị chúng ta cùng nhau uống nước nha Rồi giống như thế này nè Chúng ta thường hay có một cái thói quen là gì ạ Chúng ta thường hay chê chính bản thân mình đúng không à, Chúng ta thường hay chê mình là chị Trời ơi mình không có đẹp Trời ơi mình không có thông minh Rồi mình hay chê mình là gì Mình không có được tốt đúng không ạ Và khi mà các anh chị chê mình á Thì sao Thì các anh chị đang tạo ra cho mình Một cái khuôn mẫu không có được tích cực Đúng không ạ Vâng cái điều gì nó đang tạo ra Cái điều không tích cực đó các anh chị thì nó sẽ tạo ra những cái vấn đề. Và luật hấp dẫn thì sao ạ? Luật hấp dẫn nó sẽ thu hút những cái sự kiện, những cái sự việc, những cái con người, những cái tình huống mang lại những cái điều không tích cực để mà khiến cho các anh chị trở nên xấu hơn. <laughs> các anh chị hiểu được cái chỗ này không ạ? Đấy. Để cho các anh chị trở nên là không có được đẹp hơn, để cho mà các anh chị không có được thông minh hơn đấy và tại những cái tình huống mà nó bất ngờ đi tại những cái tình huống mà không ok đi thì các anh chị sẽ càng ngày càng không thông minh hơn nữa <laughs> đúng không ạ cho nên là sao cho nên là nó sẽ đem đến cho các anh chị những cái sự kiện bất ngờ và các anh chị sẽ luôn luôn gặp trạng thái không có được sáng suốt các anh chị đúng không ạ thông qua gì thông qua quy luật hấp dẫn đó các anh chị ơi thông qua quy luật hấp dẫn đó các anh chị đúng không ạ cho nên là các anh chị thấy nè tại sao những cái người mà họ càng hay than vãn càng hay kể lễ là họ lại càng thu hút những cái điều không tích cực các anh chị đấy họ càng than thì họ càng thu hút những cái điều không tích cực các anh chị nhé Được không ạ và khi mà họ như vậy thì họ toàn thuốc về cuộc sống của họ những cái điều tương đương như vậy thôi họ lại càng gặp những cái điều mà không có được tích cực, không có được tốt đẹp, lại càng thu hút những cái điều mà cuộc sống của họ không mong muốn đó, các anh chị, các anh chị có để ý thấy cái điều đó không ạ? À, các anh chị thấy cái câu chuyện này có nhiều không ạ? đấy, các anh chị đã định hình được cái câu chuyện như thế này chưa? các anh chị đã, đã bắt đầu định hình cho mình được một cái suy nghĩ như thế này chưa, các anh chị? đúng không ạ? và các anh chị nhớ này, tìm thức các anh chị nói ra thì tiềm thức của các anh chị đón nhận hết đó. Đúng không ạ? Cho dù là các anh chị nói mình hay là các anh chị đánh giá người khác. À, cho dù các anh chị nói mình hay nói người khác. Cho dù các anh chị đánh giá mình hay là các anh chị đánh giá người khác. Thì sao? Thì nó cũng tiếp nhận những cái điều đó thôi. À, đúng không các anh chị? Đúng ạ? Cho dù các anh chị nói ai không biết, tôi không, không biết. Đúng ạ? Các anh chị thấy là những cái người mà họ tập trung là những cái điều không tích cực ấy. Họ cứ tập trung vào những cái điều không thích cực Họ thấy một thời gian sau họ y chang Những cái điều đó luôn các anh chị Một thời gian sau họ gặp đúng những cái sự kiện Y chang như vậy luôn Cho nên là sao? Cho nên là thông qua quy luật hấp dẫn Được không ạ? Vậy thì bây giờ các anh chị hãy thử xem nha Bây giờ mình dành ra một vài phút Để các anh chị À bây giờ mình dành ra một vài phút Để mình xem lại đi các anh chị Coi thử cuộc sống của mình từ trước đến giờ Nó có đúng với cái nguyên lý như vậy hay không Các anh chị hả? Mình xem lại đi. Đúng không ạ? Mình xem lại đi có phải là từ trước đến giờ mình coi thử cuộc sống của mình nó có đúng cái nguyên lý như vậy hay không các anh chị. Nó có đúng không ạ? Hay là nó quá đúng luôn. <laughs> nó đúng hay là nó quá đúng luôn các anh chị. Đúng không ạ? Bây giờ thì bắt đầu chúng ta hiểu trước đi các anh chị. Chúng ta bắt đầu hiểu các anh chị nhé. Và chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi đó là gì ạ? Đó là tôi cần phải giao tiếp như thế nào nó mới là đúng. Đúng không ạ? và chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi đó là gì đó là giao tiếp như thế nào nó mới là đúng các anh chị bây giờ mình cần phải giao tiếp như thế nào để mình đạt được cái điều mà mình mong muốn đấy à, mình phải giao tiếp như thế nào Để các anh chị đấy và ngày hôm nay thanh an cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái nguyên tắc để mà chúng ta giao tiếp đúng với chính mình các anh chị nhé đúng không ạ chúng ta nhớ là ghi chép lại những cái bí kíp vô cùng là tuyệt vời ngày hôm nay các anh chị nhá cái nguyên tắc đầu tiên trong cái việc mà các anh chị để mà các anh chị giao tiếp đúng đó là gì đó là các anh chị phải sử dụng ngôn từ tích cực một chiều các anh chị đúng không ạ các anh chị hãy sử dụng ngôn từ tích cực một chiều các anh chị nhé đúng không ạ và tất cả những cái ngôn từ của các anh chị á, các anh chị phải chuyển hóa thành ngôn từ tích cực một chiều hết các anh chị đúng không ạ và các anh chị nhớ này tìm thức thì không biết cái từ không các anh chị nhé Tiềm thức là không biết từ không các anh chị, được không ạ? Cho nên tất cả những cái ngôn từ của các anh chị, các anh chị phải chuyển sang ngôn từ tích cực một chiều hết các anh chị, được không ạ? Ví dụ, từ ốm đi, từ bạch đi, à, thì mình sẽ chuyển sang là gì ạ? Từ không khỏe. Hoặc là các anh chị sẽ chuyển sang là gì? Từ gì ạ? Tôi đang dần khỏe lên mỗi ngày, được không ạ? Và các anh chị sẽ có hai cái cấp độ chuyển, nếu như á, mà các anh chị đang có chưa quen á, thì các anh chị sẽ chuyển sang cái từ không à, ví dụ như là gì ví dụ như là từ bệnh thì các anh chị chuyển sang là không khỏe đúng không ạ à, và các anh chị sử các anh chị đang sử dụng cái ngôn từ để mà giúp cho các anh chị cải thiện cái tình huống đó luôn đúng không ạ à, là sao ạ tôi đang khỏe lên mỗi ngày tôi đang tốt lên mỗi ngày các anh chị ạ à, có nghĩa là khi mà có các, cách thứ nhất các anh chị có thể là sử dụng không luôn À, bật thì chuyển sang không khỏe nhưng mà cách thứ hai thì chúng ta dùng cái ngôn từ của cái sự cải thiện á à, từ bật thì là đang khỏe lên mỗi ngày đang càng ngày càng khỏe lên đúng không ạ à, và đây là những cái từ á mà nó sẽ giúp cho các anh chị cải thiện cái kết quả nó cực kỳ kịch nhanh và nó cho thấy cái sự phát triển đúng không ạ tôi đang càng ngày càng khỏe lên mỗi ngày tôi đang khỏe lên mỗi ngày đúng không ạ giống như là bây giờ này thường á các anh chị hay chê mình không có đẹp à. bây giờ mà thường hay chê mình không có đẹp thì bây giờ các anh chị nói là sao bây giờ các anh chị sử dụng ngôn từ tích cực một điều là các anh chị sẽ sử dụng ngôn từ tích cực như thế nào đây mình nói là sao các anh chị bây giờ có nhiều anh chị suốt ngày cứ ngồi chơi mình xấu hoài luôn á ta bây giờ mình mình sử dụng ngôn từ sao đây các anh chị sử dụng sao cho đúng đây đó là gì đó là tôi đang đẹp lên mỗi ngày các anh chị tôi đang xinh đẹp lên mỗi ngày đúng không ạ đó, các anh chị nghe cái câu này thì sao các anh chị cũng cảm thấy là mình 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 tuyệt vời lên mà đúng không các anh chị đúng không ạ và ngôn từ việt nam của mình rất là hay luôn đúng không ạ và đặc biệt là thanh an thấy là những anh chị mà ở miền bắc á à, là sao à, là các anh chị cũng sử dụng những cái câu nói này như là một cái à, à, cái cái là có một cái từ như thế này, này. Ở, ở miền bắc thì chúng ta hay có cái từ buồn cười á À, chúng ta hay sử dụng cái từ này giống như là một cái thói quen đúng không các chị à, trước khi cười là phải buồn cái <laughs> đúng không ạ à, và các chị thấy là ngôn từ việt nam của chúng ta là thường rất là hay à, gọi là sao à, cũng rất là đa dạng đúng không ạ à, có rất là đa dạng các anh chị ha đấy ừ. giống như là bây giờ mà các anh chị kể chuyện vui đi À, hoặc là các anh chị thấy một cái điều gì đó mà vui đi. À, thì mình à, mình cũng hay nói những cái từ như là gì trời ơi, khổ ghê luôn á, trời ơi, thương ghê, trời ơi, tội ghê. Đúng không các anh chị? Đấy. À, cho nên là sao các cái từ đó không phải là từ than khổ mà nó giống như là những cái từ mà à, cái từ mà nó nó trở thành cái thói quen của mình ấy. À, nó giống như là trở thành một cái câu giao tiếp thông dụng á các anh chị, đúng không ạ? À, vậy tự nhiên đang mình kể một cái câu chuyện gì đó mình đang nói một cái câu chuyện gì đó cái là mình thường hay gắn những cái câu từ nó vào đúng không các anh chị vậy thì bây giờ mình phải xây dựng lại cái thói quen à, xây dựng lại cái cách sử dụng ngôn từ chuẩn thôi các anh chị đúng không ạ mình phải xây dựng lại thôi những cái từ đó thì nó không có hỗ trợ cho mình rồi các anh chị cho nên là sao mình phải xây dựng lại mình phải rèn luyện lại cái thói quen thôi đúng không ạ rồi em xin chào chị thu thúy nha đấy Bây giờ nếu như mà mình cứ sử dụng những cái ngôn từ đó thì tiềm thức nó cũng đâu có hiểu là à có 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 đúng hay không nhưng mà nó chỉ bắt được cái từ khóa là từ khổ mà. <laughs> từ khổ rồi từ buồn rồi các thứ các kiểu thì nó càng ngày nó càng cho thêm những cái từ đó các anh chị. Vậy thì mình phải học lại cái cách để mà mình sử dụng cái ngôn từ tích cực một chiều luôn. Đúng không ạ? Đó. Giống như bây giờ mình mắc cười thì mình nói là mình mắc cười. Mình vui thì mình nói là mình vui, mình thích đúng không ạ? ấy còn nếu như á, mà mình có những cái câu nói mà nó um, mình thấy mà nó không có được tích cực cho mình á, mình phải sử dụng cái ngôn từ để mà mình hỗ trợ mình phải ý thức trong cái việc mà mình chuyển đổi ngôn từ các anh chị nhé, đúng không ạ? À, dạ em xin chào chị Thu Phương, đúng quá đúng không chị? Đấy thay vì mình cứ sử dụng những cái câu mà nó giao tiếp thường trực nó giống như là cái tiếng lắng của mình ấy khổ quá hay là tội quá hay là thương quá thì sao mình mình phải ý thức để mà mình thay đổi các anh chị đúng không ạ bởi vì sao bởi vì các anh chị nhớ này, khi mà các anh chị càng nói cái điều đó ai là cái người nghe đầu tiên các anh chị trời ơi mình chứ ai <laughs> mình là cái người nghe đầu tiên đó chứ ai các anh chị Đúng không ạ? Và mình càng nói thì sao mình mới là cái người mà đang ám thị chính mình đó các anh chị ơi. Và các anh chị nhớ biết không ạ, nếu như mà mình thường xuyên ám thị những cái điều đó vào chính mình thì mình là cái người đầu tiên mình bị cái điều đó các anh chị. Đấy, cho nên là sao? Nguyên tắc đầu tiên đó là gì? Đó là chúng ta cần phải giao tiếp ngôn từ tích cực một chiều. Và sao ạ? Và chúng ta sẽ chuyển các cái ngôn từ mà nó chưa có hỗ trợ là sang ngôn từ tích cực một chiều hết các anh chị. Đúng không ạ? Một là chúng ta sẽ chuyển hết sang tất cả những cái ngôn từ tích cực một chiều nha. Đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ kết hợp là chị Từ đáng. À, tôi đang giỏi lên mỗi ngày. À, tôi đang xuất sắc lên mỗi ngày. Đúng không ạ? Công việc kinh doanh của tôi đang phát triển lên mỗi ngày. Rồi quy mô kinh doanh của tôi đang mở rộng mỗi ngày. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ kết hợp cái từ đang Đúng không ạ? Và khi mà các anh chị uh, sử dụng những cái ngôn từ như vậy thì các anh chị đang bắt đầu gieo mình những cái hạt giống của cái sự phát triển các anh chị đúng không ạ bởi vì sao bởi vì trước giờ chúng ta đâu có gieo những cái hạt giống của cái sự phát triển đâu mà chúng ta thường hay gieo cái ngôn từ những cái hạt giống của cái gì của cái sự không thành công các anh chị các anh chị hay gieo những cái ngôn từ của cái sự không thành công của cái sự không hạnh phúc đấy thì bây giờ sao ạ bây giờ chúng ta phải học cái cách gieo lại đi các anh chị học cái cách gieo lại đi các anh chị nhé đúng không ạ gieo lại thôi các anh chị nhé đúng không ạ và cái thứ hai này tiềm thức của chúng ta nó sẽ dựa trên cái quy luật của niềm tin, được không ạ? Và niềm tin thì nó đến từ đâu? Niềm tin thì nó đến từ cái việc mà chúng ta lặp đi lặp lại mỗi ngày, được không ạ? Và một cái phương pháp mà chúng ta thường hay nghe đó là gì? Đó là phương pháp tự kỷ ám thị đó. Đúng không ạ? Tức là sao? Tức là chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tự kỷ ám thị để ám thị chính mình các anh chị nhé. Và chúng ta sẽ thường sử dụng cái phương pháp này để nói với chính mình mỗi ngày, được không ạ? chúng ta sẽ nói với chính mình mỗi ngày và chúng ta sẽ làm sao à, nói với chính mình cái điều gì đây các anh chị chúng ta sẽ liên tục cho tuyên bố cho mình 17 bí mật tư duy triệu phú mỗi ngày đúng không ạ à, ở đây thì những anh chị nào mà chúng ta đang chưa có 17 bí mật tư duy triệu phú hoặc là những niềm tin của những người thành công thì các anh chị cứ inbox thanh an sẽ gửi tặng lại các anh chị nhé đúng không ạ đấy các anh chị có thể là 17 chúng ta sẽ liên tục gieo và chúng ta sẽ ám thị mình về gì về 17 bí mật tư duy triệu phú à, trong đó có những cái điều như nào tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc nè tôi luôn chi cho bản thân mình trước nè mình ám thị mình lại đi các anh chị bởi vì sao bởi vì trước giờ là mình toàn hay nói mình là người không biết cách quản lý tiền và chính vì cái việc mà mình luôn luôn ám thị mình là người gì không biết cách quản lý tiền cho nên các anh chị cũng có giữ được tiền đó và bên cạnh đó thì các anh chị cũng đang không có được một cái cuộc sống tự do về tài chính đúng không ạ và mỗi ngày các anh chị phải ám thị lại chính mình đó là gì đó là tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc tôi luôn chia cho bản thân mình trước tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngay càng nhiều tiền đúng không ạ và đây là những cái cái từ khóa để mà mình phải ám thị lại chính mình mỗi ngày các anh chị đúng không ạ Bây giờ mình phải ám thị lại chính mình các anh chị. Đấy. Và các anh chị phải sao ạ? Phải liên tục, liên tục, liên tục gieo và ám thị lại những cái niềm tin này. Đúng không ạ? Và mỗi ngày các anh chị sẽ ám thị bằng cái cách là chúng ta tuyên bố 17 bí mật tư duy triệu phú. Đấy. Những anh chị nào mà chúng ta chưa có thì chúng ta cứ liên hệ lại Thanh An gửi tặng nha. Đúng không ạ? Đây. Và đương nhiên mỗi ngày khi mà các anh chị tham gia cùng với uh, liên minh câu lạc bộ tri thức và sách cũng như là môi trường câu lạc bộ trí tự đỉnh cao thì các anh chị cũng sẽ liên tục được gieo lại cái niềm tin này cũng như là chúng ta cũng sẽ được ám thị lại mỗi ngày chúng ta đều được tuyên bố vào buổi sáng và buổi tối đúng không ạ và các cái chương trình bốn giờ ba sáng cũng như là chương trình là sao à, chương trình 17 bảy giờ mười chín giờ ba tối là chúng ta cũng được tuyên bố À, cùng với câu lạc bộ của mình về gì về 17 bảy bí mật tư duy triệu phú và những niềm tin của người thành công anh chị ha và ngay nào thì chúng ta cũng phải ám thị lại những cái điều này được không ạ rồi thanh an mời các anh chị uống nước nha Đấy, À, và các anh chị biết không ạ ngày xưa thì uh, thanh an cũng thường là nói với chính mình những cái điều mà nó chưa có được tích cực các anh chị ơi đấy nhưng mà trong cái khi mà thanh an học và thanh an biết đến môi trường liên minh câu lạc bộ thì mình cũng bắt đầu là sao gieo lại và ám thị lại chính mình các anh chị gieo lại và ám thị lại chính mình định hình lại các anh chị được không ạ à, và các anh chị nhớ này người khác có nói gì với mình ạ cái điều đó nó không quan trọng các anh chị người khác có nói gì mình đi chăng nữa cũng không quan trọng người khác có đánh giá mình cái điều gì cũng không quan trọng các anh chị mà quan trọng là các anh chị đang ám thị điều gì với chính mình mỗi ngày cái điều đó nó rất là quan trọng các anh chị ơi cái điều gì mà người khác nói với mình thực ra là cái điều đó nó không ảnh hưởng với mình đâu mà cái điều đó là 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 nó đang ảnh hưởng tới họ thôi các anh chị bởi vì sao bởi vì họ thì ai là cái đầu tiên họ nói thì họ là cái người nghe đầu tiên đó các anh chị, đúng không ạ? họ nói thì họ là cái người nghe đầu tiên, họ nói thì họ là cái người nhật đầu tiên các anh chị, đúng không ạ? rồi các anh chị có đang nghe rõ thanh năng chia sẻ, thanh năng nói không ạ? rồi các anh chị có đang nghe rõ thanh nói không ạ? Đấy. Cái việc mà người khác nói với mình như thế nào đó, Nó không quan trọng bằng cái việc là mình đang ám thị Và mình đang gieo vào chính mình cái điều gì đâu các anh chị Cái việc mà chúng ta đang nói với mình Cái điều gì nó mới là cái điều quan trọng các anh chị nhé được không ạ? Đấy Cho nên là sao? Cho nên khác họ nói, họ nói cái điều gì á, Thì họ là cái người nhận đầu tiên Chứ không phải lời mình đâu các anh chị nhé có thể là người khác không tin canh chị thành công có thể là người khác không tin canh chị có được một cái cuộc sống tự do về tài chính người khác có thể là không lại canh, canh chị canh chị có thể là thay đổi được cái chất lượng cuộc sống nhưng mà canh chị hãy tin vào chính bản thân mình để canh chị đúng không ạ và những cái gì người khác nói thì mình cũng không cần phải quan tâm mà mình hãy ám thị lại chính mình để canh chị chúng ta phải ám thị lại chính mình về cái phiên bản mà mình muốn trở thành đi các anh chị đúng không ạ rồi thanh an cũng xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị nha xin gửi lời chào đến chị thanh hương nha xin gửi lời chào đến anh đến anh lê bảo nha rồi xin gửi lời chào đến chị ti nha rồi xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị nha đúng không ạ cho nên là sao cho nên là các anh chị nhớ là gì? chúng ta phải ra quyết định lại và chúng ta phải ám thị lại chính mình các anh chị Ám thịt lại đi, đúng không ạ? À, tôi xinh đẹp, tôi trẻ trung, tôi năng lượng, tôi tràn đầy sức sống, đúng không ạ? À, Đó, tôi là một người tài giỏi, tôi là một người kinh doanh tài ba, tôi là một nhà lãnh đạo xuất chúng, đúng không ạ? Đấy, à, các chị giao lại giao tiếp lại đi, các chị ám thị lại đi. Tôi là một người giao tiếp thông minh, tôi là một người giao tiếp linh hoạt, tôi là nhà bán hàng giỏi nhất thế giới. À đúng ạ, à, tôi là nhà bán hàng xuất sắc nhất thế giới, tỷ lệ chốt sale của tôi là 100% Đúng ạ, và ngày nào mình cũng phải gieo lại, mình cũng phải ám thị lại chính mình hay các anh chị Đúng ạ, các anh chị hãy gieo lại, các anh chị hãy ám thị lại với chính mình Cái việc mà các anh chị giao tiếp lại nó rất là quan trọng luôn các anh chị ơi Và ngày nào các anh chị cũng phải là sao, gieo lại, tuyên bố lại các anh chị nhé Đúng không ạ? Bây giờ mỗi ngày các anh chị phải đứng trước gương và các anh chị tuyên bố lại về cái phiên bản mà mình muốn trở thành thì các anh chị. Phiên bản mình muốn trở thành là gì? Tôi là người thành công, tôi là người giàu có, tôi là người khỏe mạnh, tôi là người hạnh phúc, tôi là người có được một cái cuộc sống tự do giàu có. À, tôi là người tự do thời gian, à, tự do tài chính. À, tôi có nguồn thu nhập thụ động trên chính con số các anh chị. Đúng không ạ? chúng ta cần phải tuyên bố với mình mỗi ngày về cái kết quả mà chúng ta mong muốn các anh chị nhé. Đúng không ạ? Và chính cái phương pháp này được gọi là phương pháp tự kỷ ám thị các anh chị nha. Và ai sẽ là cái người làm điều đó đây các anh chị? Mình sẽ là cái người làm điều đó với chính mình các anh chị nhé. Đúng không ạ? Và mỗi ngày các anh chị hãy dành ra thời gian 2 đến 3 phút mỗi ngày tham gia. Đầu tiên là các chị hãy viết ra những cái à, từ những cái điều mà các chị muốn ám thị lại với chính mình được không ạ? Đấy, à, chúng ta sẽ đứng trước gương để mà chúng ta ám thị lại chính mình cái đấy, được không ạ? Đấy, đúng không ạ? Dạ rồi ok các anh chị, chúng ta cùng quay trở lại các anh chị ha. À được chưa ạ? À thế thì mỗi ngày này, các anh chị sẽ đứng trước gương để mà chúng ta tuyên bố các anh chị. À được không ạ? Chúng ta tuyên bố các anh chị nhé. À, tuyên bố lại những cái điều mà mình mong muốn, đó là gì? Đó là tôi là người thành công. Tôi là nhà kinh doanh à, tôi là nhà lãnh đạo xuất chúng. À, tôi, tôi là nhà bán hàng xuất sắc nhất thế giới. Đúng không ạ? Tôi là doanh nhân xuất chúng, Đúng không ạ? À, tức là sao tức là mình á phải tuyên bố lại những cái điều mà mình mong muốn cái kết quả các anh chị à, tôi là người có được một cái cuộc sống mà mọi người mơ ước tôi tự do thời gian tôi tự do tài chính tôi tạo ra những cái nguồn thu nhập dồi dào đấy thu nhập thụ động của tôi là bao nhiêu đó à, và cuộc sống của tôi là như thế nào đấy các anh chị phải định hình lại được cái phiên bản mà mình muốn trở thành là như thế nào các anh chị phải định hình lại cái phong cách sống của mình được không ạ à, và các anh chị phải ghi ra À, ghi ra nơi tờ giấy. À, chứ bây giờ các anh chị không có ghi ra à, thì sao ạ? Thì mỗi ngày các anh chị sẽ tuyên bố là nó sẽ rất là lộn cũng đúng không ạ? Và các anh chị sẽ không nhớ được hết tất cả những cái ý mà các anh chị muốn truyền đạt và các anh chị cũng không có nhớ, đúng không ạ? Cho nên là các anh chị hãy ghi ra thành một cái tờ giấy và các anh chị sẽ dán nơi cái chỗ mà các anh chị thường xuyên nhìn đấy và các anh chị có thể là dễ tuyên bố, đúng không ạ? ấy các anh chị nhớ nha, các anh chị ghi ra một cái tờ giấy và mỗi ngày các anh chị cầm cái tờ giấy đó để các anh chị tuyên bố ha, được không ạ? rồi thanh An mời các anh chị uống nước nha. Và công thức của người thành công là như thế này nè các anh chị Người thành công á Thì họ tin Họ làm Và họ có các anh chị Còn cái người mà chưa thành công á Thì họ sao Họ chờ có Họ mới tin rồi họ mới làm các anh chị Nhưng mà các anh chị nhớ một cái điều như thế này nè Chúng ta không có làm Thì chúng ta sẽ không bao giờ có các anh chị Cho nên là chúng ta hãy theo công thức của người thành công đi Đó là gì? Đó là tin Làm và sẽ có các anh chị nhé và đó chính là cái công thức của người thành công Đúng không ạ? Cho nên là sao? Cho nên là Thanh An rất là tin vào cái phương pháp Tự kỷ ám thị cũng như là rất là tin vào sức mạnh tiềm thức Cũng như là luật hấp dẫn Và Thanh An rất là tin tưởng vào liên minh câu lạc bộ trí thức và sách Và đặc biệt là câu lạc bộ trí tuệ định cao các anh chị Và ừ. Thanh An cũng đã dành rất là nhiều những thời gian Ở tại nơi đây để mình tạo dựng cho mình một cái nền tảng Cũng như là mình liên tục phát triển học hỏi mỗi ngày các anh chị Đúng không ạ? Cho nên là sao? Nên là đầu tiên chúng ta phải tạo dựng cho mình một cái nền tảng. Và chúng ta cứ tin đi các anh chị. Các anh chị ghi ra những cái tờ giấy để mình tự kỷ án thị mình. Đúng không ạ? À, các anh chị có thể là sao? Tuyên bố mỗi ngày. Và nó không cần phải có một cái thời gian cụ thể đâu các anh chị. Tức là sao? Các anh chị có thể là tuyên bố 2 phút, 3 phút, 5 phút. Hoặc thậm chí là các anh chị đứng trước gương tuyên bố 10 phút cũng được. À, cho đến khi nào? Cho đến khi mà các anh chị tuyên bố và các anh chị cảm thấy có một đạt được một cái trạng thái cảm xúc năng lượng đỉnh cao là được các anh chị đúng không ạ và chúng ta hãy thiết lập cái điều đó các anh chị nhé và các anh chị nhớ này những cái gì mà mình tuyên bố những cái mục tiêu mà chúng ta à, chúng ta đặt bút chúng ta ghi xuống giấy các anh chị thì tất cả mọi thứ đều có thể trở thành sự thật các anh chị nhé đúng không ạ cho nên là sao cho nên á, một cái câu nói mà thanh an rất là tâm đắc đó là gì đó là tha tin còn hơn là không tin <laughs> tin lỡ giàu thì sao anh chị đúng không ạ à? bây giờ lỡ tin cái giàu sao các anh chị ơi tin thì không có mất gì cả đâu có ai đang thuê ước mơ của mình đâu đúng không ạ à? mắc gì á người ta cũng đâu có kiểm soát được cái suy nghĩ của mình đâu các anh chị người ta cũng đâu có bắt mình là không có tin đâu cho nên là sao cho nên á bây giờ các anh chị tin rằng mình thành công và giàu có thì các anh chị có tin không ạ à? bây giờ tin hay không á là quyền của mỗi người các anh chị ơi đúng không ạ à? Bây giờ tin hay không tin là quyền của mỗi anh chị, đúng không ạ? Ở đây thì không ai bắt các anh chị tin cũng như là ở đây không ai bắt các anh chị là không tin cả. Đúng không ạ? Và nó thuộc về cái phạm trù bên trong cái suy nghĩ của mỗi người rồi các anh chị. Đúng không ạ? bây giờ tin hay không tin thì nó tùy thuộc vào cái niềm tin của mỗi người thôi các anh chị, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là mỗi người chúng ta sẽ có một cái niềm tin và có một cái sự tin tưởng khác nhau các anh chị nhé nhưng mà thanh an chia sẻ với các anh chị này đó là gì đó, đó là ai dám tin ai dám làm thì người đó sẽ có các anh chị và tin thì không có mất gì cả đúng không các anh chị ơi à, anh cũng chứng kiến rất là nhiều những cái câu chuyện rất là nhiều những cái anh chị ở trong một trường liên minh câu lạc bộ của chúng ta rồi À, đến đây với hai bàn tay trắng nhưng mà gì nhưng mà với cái việc mà đặt niềm tin thì, thì ngày hôm nay cũng đã tạo dựng được rất là nhiều những cái kết quả các chị ha đó cái điều tuyệt vời đó là gì đó là thanh an cũng chỉ có hai năm thôi anh chị mà mình cũng đã đạt được những rất là nhiều những kết quả và cái điều đó thì nó không chỉ trên những cái điều mà uh, điều thân... Rồi, OK các anh chị. Ừ, chúng ta cùng quay trở lại các anh chị ha. Những cái kết quả đó thì nó không chỉ là... sao ạ? mà những cái kết quả đó là nó đến từ cái việc mà các anh chị có thể là nhìn thấy như là gì là dựa trên cái thần thái dựa trên những cái chia sẻ cũng như là dựa trên những cái kiến thức mà Thanh An chia sẻ cho các anh chị. Đúng không ạ? Bởi vì sao thì cái người là có kết quả hay là không có kết quả các anh chị sẽ cảm nhận được chứ. Đúng không ạ? Cho nên là những cái điều mà Thanh An chia sẻ là những cái điều mà Thanh An làm được đó các anh chị. Đúng không ạ? Những cái điều mà Thanh An chia sẻ cho các anh chị là những cái điều mà Thanh An đã ứng dụng trên chính cái cơ thể của mình. Và ngày hôm nay thì Thanh An cũng đang sẵn lòng chia sẻ lại cho các anh chị và Thanh An cũng đang sẵn sàng để chia sẻ cho cộng đồng các anh chị. Đúng không ạ? À, ai thân thì ứng dụng còn ai không thì không ứng dụng không sao cả <laughs> đúng ạ à, nếu như mà các anh chị quý thanh an và quý môi trường liên minh các câu lạc bộ trí thức và sách các anh chị quý môi trường câu lạc bộ trí tuệ đỉnh cao thì các anh chị trân trọng những cái kiến thức các anh chị ứng dụng cho chính cơ thể của mình để các anh chị có cái kết quả và thanh an cũng luôn sẵn sàng sẵn sàng để mình chia sẻ cho các anh chị nhiều hơn nữa đúng không ạ à, còn những anh chị nào mà chắc cảm thấy à các chị rất là tuyệt vời đúng không? À, và những cái kiến thức này nè à, nếu như mà chúng ta cảm thấy là sao? cảm thấy là nó không có tuyệt vời không có phù hợp thì cũng chẳng sao cả các chị à, Đúng không ạ nếu mà chúng ta thấy phù hợp thì chúng ta học chúng ta ứng dụng chúng ta có kết quả trên chính cái cơ thể của mình và khi mà chúng ta học thì chúng ta ứng dụng trên chính cái cơ thể của mình còn nếu như mà chúng ta không ứng dụng thì cũng không sao rồi các anh chị bởi vì sao bởi vì ở đây thì chẳng ai ép buộc ai cả và những cái kiến thức này thì thanh an sẵn sàng chia sẻ cho cộng đồng các anh chị nhé cho nên là mọi người hãy cứ thoải mái đi các anh chị đúng không ạ chúng ta hãy nuôi dưỡng và chúng ta xây dựng cho mình những cái điều tốt đẹp xung quanh mình các anh chị nhé đúng không ạ đấy và chúng ta hãy liên tục học tập trau dồi và phát triển can chị và chúng ta phải sao chúng ta phải liên tục ứng dụng các anh chị bởi vì sao vì ngày hôm nay cái kết quả của can chị á, nó chỉ đến từ cái việc mà các anh chị ứng dụng liên tục thôi đúng không ạ Và cái kết quả của ai càng lớn thì sao thì là cái việc mà các anh chị liên tục ứng dụng trong cái cuộc sống của mình đúng không ạ nếu như mà chúng ta lỡ tin lỡ thành công thì sao các anh chị có phải là đó là một cái điều tuyệt vời không ạ Bây giờ các anh chị cứ đặt bút xuống là các anh chị thiết lập cho mình một cái mục tiêu là các anh chị bước ra thế giới đi. Các anh chị xem thật là năm sau mình có bước ra được cái thế giới hay không. Đúng không ạ? Và Thanh An chia sẻ với các anh chị nè. 28 tuổi đầu Thanh An chưa bao giờ đi ra thế giới lần nào các anh chị. Đúng không ạ? Trước đó mình chưa bao giờ gọi là đi thế giới luôn các anh chị ơi nhưng mà chỉ với môi trường liên minh câu lạc bộ thì bây giờ mình đã có ba lần bước ra với thế giới rồi các anh chị chuẩn bị lần thứ ba các anh chị ha và chuẩn bị là trong tháng 12 này thanh an cũng bước tới một cái đất nước rất là tuyệt vời Là chính là hàn quốc các anh chị đúng không ạ ngày xưa mình còn nhỏ mình rất là mơ ước một ngày mình được đặt chân tới đất nước hàn quốc các anh chị đó, và chỉ khi mà đến với môi trường liên minh các câu lạc bộ tri thức và sách thì thanh an mới được đặt chân ra đến với hàn quốc rồi các anh chị đó, và trong vòng năm 2025 thì Thanh An cũng sẽ có những cái chuyến đi tuyệt vời hơn nữa các anh chị nhé. Và các anh chị biết không ạ, những cái điều này á, Thanh An chỉ có được khi bước vào môi trường liên minh các câu lạc bộ tri thức và sách và đặc biệt là câu lạc bộ trí tuệ đỉnh cao các anh chị. Đúng không ạ? À, cho nên á, Thanh An nói với các anh chị nè. Cái câu nói mà Thanh An rất là tâm đắc đó là gì ạ? Đó là tha tin còn hơn là không tin các anh chị. Và tin á, lỡ đâu mình giàu thì sao? À, lỡ đâu mình tin mình thành công thì sao các anh chị và chính bởi bởi, bởi vì cái việc mà thanh an là dám tin dám tin tưởng dám hành động và dám ra quyết định cho chính cuộc đời của mình thì ngày hôm nay là thanh an cũng đã là sao ạ chạm tới được những cái ước mơ của mình các anh chị trước đó mình còn chưa từng nghĩ tới luôn mình còn không biết là cách nào luôn á các anh chị và ngày hôm nay thì cuộc sống của mình có rất là nhiều những cái điều tuyệt vời các anh chị ha rất là nhiều những cái điều tuyệt vời các anh chị đúng không ạ và có một cái bài học mà Thanh An rất là muốn chia sẻ với các anh chị đó là gì ạ? Có một cái câu nói như thế này nè. Cái người mà có đức á thì mặc sắc mà ăn các anh chị ha. Cái người có đức mặc sắc mà ăn, đúng ạ? Các anh chị có hay nghe câu nói này không các anh chị? Đấy. Vậy thì Thanh An cũng sẽ phân tích cho các anh chị nè. Tại sao mà một cái người mà có đức á thì họ lại mặc sắc mà ăn các anh chị? đấy à, chúng ta thường hay nghe hai cái từ là gì đó là đức và phước đúng không các anh chị vậy thì đức là cái gì các anh chị ơi đấy khi mà các anh chị nghe cái từ đó các anh chị có thắc mắc là đức là cái gì không các anh chị đúng không ạ à, đức là gì ạ đức là cái hành trình của cái sự phát triển và các anh chị cái việc mà các anh chị cải tiến mình mỗi ngày cái, cái đức á, nó đến từ cái việc mà các anh chị phát triển cái giá trị của mình mỗi ngày các anh chị đúng không ạ À, tích đức là sao tích lũy những cái giá trị để mà các anh chị càng ngày càng trở nên có năng lực hơn, có giá trị hơn, có được cái sự giác ngộ hơn các anh chị. Các anh chị có được cái sự có được cái năng lực à, quản trị cảm xúc, các anh chị có được cái năng lực để mà quản trị thân tâm trí của mình, đúng không ạ? À, các anh chị có được cái năng lực của cái sự giác ngộ, các anh chị năng lực của cái việc mà các anh chị à, làm sao ạ? là mang lại cái giá trị cho cộng đồng và cái giá trị anh chị trao đến cho cộng đồng đó chính là phước đó các anh chị và khi mà cái đất của mình không có đó là gì đó là cái giá trị mình không có cái tư duy mình không có cái kiến thức mà mình không có cái sự hiểu biết của mình không có các anh chị mình cứ luôn luôn nghĩ rằng mình là người tốt nhưng mà những cái lời nói của mình những cái hành động của mình á thì sao thì khiến cho người khác, khiến cho những cái người xung quanh của mình họ không có được hạnh phúc, đấy, không hạnh phúc, không tích cực. Nếu như mà chúng ta cứ toàn như vậy là chúng ta đang gieo những cái điều không, không, không tích cực, không tốt đẹp, mà chúng ta thậm chí còn không biết các anh chị, đấy. À, vậy thì chúng ta đã và thường là sao? Cái việc mà chúng ta tích đức đó là gì đó là chúng ta sẽ tích lũy và xây dựng những cái giá trị bản thân của mình và nâng tầm cái giá trị của bản thân mình lên đúng không ạ và khi mà các anh chị trở thành một cái người có kiến thức có cái giá trị đạo đức ấy có cái sự hiểu biết có cái nền tảng các anh chị có giá trị thì chúng ta hoàn toàn có thể mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho những người xung quanh các anh chị hoàn toàn có thể là chia sẻ cho những người xung quanh của mình để cho người xung quanh của mình họ có được cái niềm vui có được cái sự hạnh phúc có được những cái ý niệm tốt đẹp của các anh chị thì đó chính là cái việc mà các anh chị đang tích phước đó đúng không ạ vậy thì đức có nghĩa là gì đó chính là cái giá trị bản thân của mình còn phước là gì là những cái giá trị mà chúng ta đang mang lại cho những người xung quanh cho gia đình cho cộng đồng các anh chị đúng không ạ vậy thì cái câu nói có đức mặc sức mà ăn thì có nghĩa là gì có đức mặc sức mà ăn có nghĩa là gì các anh chị là một cái người mà có năng lực có cái giá trị thì sao ạ? Thì họ làm gì cũng thành công. Vậy nên là khi mà các anh chị trở thành một cái người thành công ấy, có được cái tư duy thành công ấy, thì sao ạ? Các anh chị có được cái thói quen thành công, các anh chị có được cái tính cách của người thành công thì các anh chị đi đâu, các anh chị làm gì, các anh chị cũng có thể giúp đỡ được cho những người khác, giúp cho những người thành công xung quanh mình, được không ạ? À, giúp cho những người xung quanh mình họ thành công, được không ạ? Thì đó chính là tích đức đó. Đúng không các anh chị? đức đức tích phước đó các anh chị đúng không ạ? Và mỗi ngày các anh chị đang cải tiến chính mình. Mỗi ngày các anh chị đang xây dựng cho mình một cái lối sống lành mạnh. Mỗi ngày các anh chị đang quản trị được chính cái thân tâm trí của mình. Mỗi ngày các anh chị đang biết được mình nói cái điều gì nè. Mình biết được là ai à, cái lời nói của mình á nó là gì? Nó có mang lại được cái giá trị cho những người xung quanh của mình hay không? Chúng ta kiểm soát có kiểm soát được cái hành vi, kiểm soát được cái suy nghĩ, kiểm soát được cái lời nói và mình có thay đổi được cái thói quen, thay đổi được cái tính cách để mà mình có thể là trở thành một cái người có giá trị hay không? Thì đó là sao? Thì đó chính là mình đang tích đức đó các anh chị ơi. Đúng không ạ? Đó, mình đang tích đức đó các anh chị. Đó, à, các anh chị hình dung được cái điều nào ạ? Còn nếu như mà bây giờ các anh chị không có cái giá trị, chúng ta không có cái sự hiểu biết, chúng ta không có cái kiến thức chúng ta nói lung tung á các anh chị. Và những cái lời nói của mình á, khiến cho những cái người xung quanh á, họ càng ngày càng không vui, họ càng ngày càng không tích cực. Thì sao? Thì chúng ta chúng ta đang, đang chưa có tích được đức, chưa có tích được phước đó các chị. Đúng không ạ? Cho nên là chỉ có cái nền tảng đúng, chỉ có những cái kiến thức chuẩn thì các anh chị mới đem lại những cái giá trị thật sự cho những người xung quanh của mình. Đúng không ạ? à rồi em cảm ơn chị Minh Hiền rất nhiều nha cảm ơn tất cả các anh chị đang xem livestream đúng không ạ vậy thì là sao vậy thì cái việc mà các chị đang phát triển bản thân chính mình mỗi ngày lên các chị cải tiến bản thân chính mình mỗi ngày đó là gì đó là cái việc mà các chị đang tích đức tích phước rồi đó đúng không ạ cho nên á là các chị phải thật sự biết rằng này mỗi ngày các chị phải thật sự là chăm sóc tốt cho cái cơ thể của mình mỗi ngày các chị phải đem đến cho mình á những cái điều tốt đẹp nhất, đúng không ạ? À, và khi mà các anh chị đem đến cho mình cho mình những cái điều tốt đẹp nhất thì các anh chị cũng sẽ biết cách để mà đem đến cho những người xung quanh những cái điều tốt đẹp nhất, đúng không ạ? Và có một cái điều như thế này nè. Các anh chị phải chăm sóc cái cơ thể này thật là tốt, có một cái sức khỏe thật là tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các anh chị mới uh, có được một cái sức khỏe tuyệt vời thì các anh chị mới có được cái trí tuệ mới mỏng được các anh chị. À, trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh các anh chị đúng không ạ à, khi mà các anh chị khỏe mạnh thì các anh chị mới có thể suy uh, nghĩ thảy uh, một cái cách tích cực được đúng không ạ à, khi đó thì các anh chị mới nghĩ đến cái việc mà đem đến cái niềm vui và những cái điều tích cực cho những người xung quanh và nội cái việc mà các anh chị khỏe không thôi thì các anh chị cũng đang mang lại được cái giá trị cho những người xung quanh được các anh chị đúng không ạ nội cái việc mà các anh chị khỏe không thôi là các anh chị cũng đã mang lại được cái giá trị cho những người xung quanh rồi đúng không ạ? À, mình khỏe mình vui rồi sao ạ? À, rồi mình có thể là giúp đỡ được cho những người xung quanh của mình, à, mình trao giá trị về cái mặt sức khỏe này, mình trao giá trị về cái sự hòa hợp tất cả những cái mối quan hệ này, à, rồi lúc nào những cái người xung quanh mình họ cũng được vui vẻ, họ cũng được thoải mái à, vì chính cái sự thoải mái và chính cái sự vui vẻ của mình đó các anh chị đúng không ạ? cho nên là sao? cho nên á là các anh chị phải mài dũa chính bản thân mình và mài dũa cái con người của mình các anh chị mình phải luôn luôn mài dũa chính mình về cái sự thấu hiểu về cái sự bao dung các anh chị nhé. được không ạ? Ừ, mài dũa chính mình các anh chị, mình phải mài dũa cái gì? Tình yêu thương, lòng biết ơn, sự vị tha nữa các anh chị, được không ạ? À, sự thấu hiểu, sự bao dung nữa các anh chị ơi, đúng không ạ? Và tất cả những cái điều đó. Các anh chị mang lại cho chính mình cái niềm vui hạnh phúc thì các anh chị biết cách để mang tới cho người khác cái niềm vui và hạnh phúc nha các anh chị nhé. Đúng không? Được không ạ? Rồi ok các anh chị được không ạ? đấy, cái việc mà các anh chị mang lại cái niềm vui hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh là các anh chị đang tích đức tích phước đó các anh chị nhé, được không ạ? cứ tuyệt vời không ạ? đấy, và chúng ta cũng cần phải có cái gì? có cái trí tuệ các anh chị, cái việc mà các anh chị có trí tuệ, các anh chị học tập, các anh chị phát triển, các anh chị mài dũa chính bản thân mình mỗi ngày, các anh chị ứng dụng, các anh chị rèn luyện và mỗi lần mà các anh chị ứng dụng càng nhiều thì sao thì các anh chị mới càng khai mở được cái trí tuệ của mình ra và càng học tập càng trau dồi càng mở mang ra thì các anh chị sẽ càng ngày càng có được những cái tầm nhìn mới, các anh chị có được cái sự nhận thức mới, các anh chị có được cái tư duy, các anh chị có được những cái sự hiệu quả hơn à, thì sao ạ? thì cái việc đó nó sẽ giúp cho các anh chị càng ngày à, càng nhuân nhuyễn hơn trong cái việc mà các anh chị tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng, đúng không ạ? Và khi mà các anh chị à, có được cái lối tư duy tích cực và khi mà các anh chị có được cái lối tư duy mới thì các anh chị sẽ cải thiện được chính mình, được không ạ? Đấy, và cái việc mà các anh chị học tập, các anh chị rèn luyện đó chính là cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm thôi các anh chị ơi. Đúng không ạ? Đó chính là cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm của chính bản thân mình. Và cái điều đó là cái việc mà chúng ta sẽ làm mỗi ngày để chúng ta giúp mình và giúp cho những người xung quanh các anh chị. Đúng không ạ? Cho nên á, cái điều đầu tiên mà các anh chị phải mài dũa lại chính mình đó chính là gì đó chính là cái cách giao tiếp chúng ta phải giao tiếp đúng giao tiếp đúng dựa trên nguyên tắc đó là gì đó là sử dụng ngôn từ tích cực một chiều các anh chị đúng không ạ Trước đây chúng ta có thể là thường hay dễ là nói những cái điều chưa tích cực, thường hay dễ nói những cái điều chưa có được ok, dùng những cái ngôn từ không có được tích cực. Bây giờ chúng ta phải học lại cái cách là sao ạ? Nói lại những cái ngôn từ tích cực các anh chị phải sử dụng những ngôn từ độc viên khích lệ thay vì phán xét đánh giá, chỉ trích người này người kia các anh chị. Được không ạ? Chúng ta sẽ học cái cách để mà khi người độc viên khích lệ và sao và chúng ta sẽ liên tục liên tục để mà mang lại cái giá trị cho những người xung quanh các anh chị nhé. Được không ạ? Chúng ta sẽ học cái cách đó. Chúng ta phải học cái cách giao tiếp đúng với chính mình, chúng ta học cái cách giao tiếp đúng với tiềm thức của mình và chúng ta sử dụng ngôn từ tích cực một chiều các anh chị, được không ạ? ngôn từ tích cực một chiều các anh chị nhé và cái phương pháp thứ hai đó là gì đó là phương pháp tự kỷ ám thị các anh chị phương pháp thứ hai của chúng ta đó là gì đó là chúng ta tự kỷ ám thị đúng không ạ nãy giờ thanh đang nói rồi đúng không các anh chị đó là gì đó là chúng ta hãy tự ám thị chính mình đấy nếu như mà chúng ta chưa thấy là chúng ta chưa có được cái điều gì mà mình mong muốn thì sao thì chúng ta ám thị lại đi các anh chị nếu như mà chúng ta cảm thấy chúng ta chưa có tự tin thì sao thì mình ám thị lại cái sự tự tự tin cho chính mình đi chúng ta ám thị lại chúng ta là một cái người đang rất là tự tin đúng không ạ chúng ta ám thị lại và chúng ta là một cái người mà có thể đứng trước đám đông và chia sẻ cho rất là nhiều người và cái phương pháp tự kỷ ám thị vô cùng hiệu quả thông cực kỳ hiệu quả là thông qua cái gì thông qua lòng biết ơn các anh chị đúng không ạ phương pháp lòng biết ơn rất là hiệu quả trong cái việc mà chúng ta tự kỷ ám thị luôn các anh chị ơi đúng không ạ và chúng ta phải ám thị mình để đạt được những cái điều mà mình mong muốn thông qua lòng biết ơn các anh chị. À, bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta rất là hào hứng với cái phương pháp này là chúng ta à, chúng ta có thể là cùng comment tôi đi các anh chị đúng không ạ? Rồi mà các anh chị uống nước nha. Đấy chúng ta sẽ sử dụng là lòng biết ơn để mà chúng ta cải thiện và chúng ta ám thị lại những cái điều mà mình mong muốn các anh chị và đây là một cái phương pháp cực kỳ hiệu quả luôn và đây là một cái phương pháp mà sao nó sẽ cho các anh chị gặt hái được những rất là nhiều những cái kết quả được không ạ cho nên là ngày hôm nay chúng ta học xong rồi chúng ta ứng dụng nha đúng không ạ và thường là như thế này chúng ta thường rất là dễ không thoải mái À, có thể là sao chuyện của người khác mình cũng không thoải mái các anh chị chuyện của người khác mình không thoải mái chuyện của mình cũng không thoải mái ừ, người ta làm gì thì kệ người ta đi đúng không ạ nhưng mà thường là mình cũng có một cái cảm giác là gì không thoải mái với những cái chuyện đó luôn các anh chị và chúng ta thường rất là bị dễ bị cuốn vào những cái chuyện mà nó chưa có được dễ chịu bị cuốn vào những cái chuyện mà mình chưa có được hài lòng Đúng không ạ? Mình rất là bị dễ cú vào những cái điều mà nó không có được tích cực các anh chị. Và bởi vì sao? Bởi vì bên trong tâm trí của mình nó có quá nhiều những cái hạt giống không có được tích cực các anh chị. Đúng không ạ? Và thường là chúng ta bị hấp dẫn bởi những cái năng lượng đó thôi. Và thường là chúng ta rất là nhiều những cái cảm xúc về những cái điều mà chưa có được tích cực. Chúng ta thường không cảm xúc với những cái điều mà hạnh phúc yêu thương biết ơn. Chưa nhiều. Đúng không ạ? Nhưng mà những cái điều mà chưa có được tích cực, chưa có được tốt đẹp thì thường là chúng ta có nhiều cảm xúc lắm. Đúng không? Thường là những cái điều tích cực, tốt đẹp đến thì chúng ta lại xua nó đi. Chúng ta không có đón nhận được những cái giá trị của cái sự tốt đẹp, của cái điều mà hạnh phúc thành công các anh chị. Vậy thì ngày hôm nay Thanh An sẽ chỉ cho các anh chị cái phương pháp thực hành lòng biết ơn để mình có thể là khai thông chính bản thân mình và mình có thể là khai phá được cái sức mạnh của mình và mình đạt được những cái điều mà mình mong muốn các anh chị nhé. Đúng không ạ? Và các anh chị nhớ nha, đây là những cái phương pháp ứng dụng cho nên là các anh chị phải ứng dụng nha các anh chị ơi. Đúng không ạ? Đầu tiên này, các anh chị hãy ghi ra cho mình một cái danh sách điểm mạnh và điểm không mạnh của mình, đúng không ạ? Các anh chị ghi ra cái danh sách điểm mạnh và điểm không mạnh các anh chị nhé. Rồi ok các anh chị. Chúng ta phải lập ra cho mình một cái danh sách đó các anh chị chúng ta phải biết được là mình đang có những cái điểm mạnh gì và chúng ta đang có những cái điểm chưa mạnh gì các anh chị đúng không ạ và đa phần là như thế này đa phần chúng ta không có thấy được cái điểm mạnh của mình thường là chúng ta sẽ không có viết ra chúng ta sẽ không nhìn nhận chúng ta sẽ không có đánh giá và thường là chúng ta chỉ tập trung vào những cái điều mà chúng ta thiếu thôi thường là chúng ta sẽ tập trung vào những cái điều mà nó chưa có ok thôi đúng không ạ Vậy thì bây giờ chúng ta phải lập ra cho Thana một cái danh sách điểm mạnh và điểm chưa mạnh và chúng ta phải đánh giá mình, đúng không ạ? mình tự đánh giá mình canh chị nhá được không ạ đấy à, chúng ta có biết được là mình đang mạnh cái điều gì không chúng ta có biết là mình đang uh, có cái điều gì mạnh không ạ và thường là như thế này này có rất là nhiều người họ không thấy được cái điểm mạnh của mình có rất là nhiều người họ chỉ thấy được là ôi cái điểm mạnh của họ như cái đầu móng tay như thế này này nhưng mà những cái điểm mà chưa mạnh thì nó to như quả của quả, quả núi luôn bởi vì sao mà chúng ta không có thấy được những cái điểm mạnh của mình Bởi vì chúng ta đang thiếu vắng đi cái lòng biết ơn các anh chị Chúng ta đang thiếu đi cái lòng biết ơn Chúng ta đang thiếu đi cái sự ghi nhận của lòng biết ơn các anh chị Cho nên là khi mà chúng ta thiếu cái điều đó Chúng ta đâu có nhìn thấy được cái điểm mạnh Đúng không ạ? Chứ còn khi mà các anh chị biết về cái cách mà chúng ta ghi nhận Và chúng ta thực hành lòng biết ơn các anh chị Chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều những cái thiếu, thế mạnh của mình Đúng không ạ? Cho nên đầu tiên chúng ta phải ghi ra cho thân An một cái danh sách điểm mạnh và điểm chưa mạnh của mình. Điểm gì mà các anh chị thấy đó là điểm mạnh ok rồi á thì chúng ta là sao? Chúng ta sẽ ghi nó xuống, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ ghi ra những cái điểm mà chưa mạnh. Tại vì sao mà chúng ta luôn thấy những cái điểm chưa mạnh? Bởi vì chúng ta thiếu lòng biết ơn thôi. Cho nó thiếu lòng biết ơn thôi chứ nó không thiếu gì hết trơn hết các anh chị. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì á là mỗi chúng ta đều là một thiên tài các anh chị. Mỗi chúng ta đều là một con người rất là xuất sắc luôn các anh chị ơi. Và các anh chị biết không? Chúng ta đang chứa trong mình một cái sức mạnh phi thường và nó 95% luôn các anh chị ơi. Chúng ta cũng đang được thừa hưởng tất cả những cái nguồn tri thức của nhân loại. Đúng không ạ? Chúng ta đang chứa 95% cái nguồn tri thức của nhân loại bên trong mình. Và chúng ta cũng đang được thừa hưởng tất cả những cái sự tinh túy của nhân loại. Được thừa hưởng tất cả những cái gì tuyệt vời nhất của ông bà tổ tiên, của những con người đi trước, của những vị nhân đi trước các anh chị. Nên chúng đều được chất chứa trong đó các anh chị nhé. Đúng không ạ? Đều được chất, chất chứa bên trong mình các anh chị ơi. Đấy. Đầu tiên mình phải, mình phải biết được rằng là mình rất là giỏi. Chúng ta thấy rằng chúng ta không giỏi bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có biết ơn đâu các anh chị. Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ học cái cách để mà chúng ta tự phát triển chính bản thân mình lên các anh chị nhé. Được không ạ? Khi mà mình lập ra cho mình một cái danh sách mà mình thấy mình chưa mạnh á thì sao? Giống như này, trước đây thì Thành An thấy bản thân mình không có được cái sự nhanh nhạy với anh chị. Mình thấy mình không có được cái sự nhanh nhạy, mình không thấy mình có được cái khả năng tư duy logic. Mình thấy là mình chưa có được cái sự nhận thức tốt các anh chị, mình cũng chưa có được cái năng lực tư duy tốt các anh chị ha. À, cho nên là thanh an đã thực hành lòng biết ơn các anh chị mình sẽ thực hành lòng biết ơn như thế nào các anh chị ghi lại cú pháp nha đó là gì đó là tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn được không ạ tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn trí tuệ của tôi tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn bộ não thiên tài của tôi được không ạ đấy cảm ơn trí tuệ của tôi càng ngày càng được khai thông đấy mỗi ngày tôi luôn có được cái sự giác ngộ tuyệt vời. Tôi có được cái tư duy định cao. Đúng không ạ? Các anh chị viết đi. Các anh chị viết đi các anh chị. Nếu như mà cái điều gì mà các anh chị đang chưa có hài lòng á. Thì các anh chị hãy viết lòng biết ơn về chính cái điều đó đi các anh chị. Đúng không ạ? Và các anh chị cứ để ý này. Các anh chị cứ viết một thời gian đi ạ. Các anh chị sẽ thấy được là cái khả năng nhận thức của các anh chị nó vô cùng là tuyệt vời luôn. Các anh chị sẽ thấy được là cái khả năng tư duy của các anh chị nó vô cùng tốt Các anh chị sẽ thấy được là cái khả năng đón nhận của các anh chị vô cùng hay luôn Đúng ạ Và ví dụ như bây giờ đi Ví dụ như bây giờ các anh chị đang không hài lòng với cái làn da của mình đi Các anh chị thấy là làn da của mình đang không có đẹp Các anh chị thấy cái làn da của mình đang không có được tự tin Các anh chị cứ đụng tới là các anh chị chê nó hoài Đụng tới là chê nó mãi Bởi vì sao? Bởi vì các anh chị đang thiếu đi làm biết ơn các anh chị không thiếu cái gì hết Các anh chị chỉ đang thiếu đi Lòng biết ơn thôi Bởi vì sao? Bởi vì vốn dĩ Cái cơ thể của mình nó có cái khả năng tái tạo Nó có cái khả năng tái tạo Nó có cái khả năng là phục hồi mà Chẳng qua là do các anh chị đang thiếu vắng đi Lòng biết ơn cho nên là các anh chị đang thiếu đi Cái sự tập trung về cái sự cải thiện đó được không ạ? Cho nên là chúng ta phải làm lại các anh chị Chúng ta thực hành cái điều này nha Ghi theo cú pháp này để các anh chị đó là gì? Đó là tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn làn da của tôi luôn giúp bảo vệ cái thân thể của tôi. Đầu tiên phải biết ơn. Đúng không ạ? Tôi biết ơn làn da của tôi, cảm ơn làn da của mình luôn luôn bảo vệ cái cơ thể của mình luôn luôn giúp cho cái cơ thể của mình tươi đẹp khỏe mạnh mỗi ngày. Đúng không ạ? Và cảm ơn cái làn da của mình, cảm ơn cái cơ thể của mình cảm ơn cái làn da mịn màng hồng hào, trẻ khỏe mỗi ngày các anh chị. Đúng không ạ? Ok không các anh chị ơi? Các anh chị muốn cái gì thì các anh chị phải viết ra cái đó. Đúng không ạ? Mình muốn cái gì thì mình viết cái đó đi các anh chị. Đúng không ạ? Giống như bây giờ đi. Hoặc là có một cái điều như thế này nè. Mình thấy bản thân của mình chưa có được tự tin đứng đám đông đi các anh chị. Đúng không ạ? Hay là mình chưa thấy là mình đang rất là nóng nảy. Chưa có mát tính đúng không các anh chị? Đúng không ạ? Mình thấy là mình chưa mát tính đi. Thì sao? Thì mình ghi biết ơn sao? Bây giờ các anh chị mong muốn cái điều gì? Các anh chị mong muốn là trở thành ai? Trở thành một cái con người điềm tĩnh đúng không ạ? À, mình là mong muốn mình trở thành một cái người điềm tĩnh. Mình là mong muốn mình có là một cái người mà có cái khả năng quản lý cảm xúc tốt. Thì các anh chị sẽ ghi sao? Các anh chị sẽ ghi là gì? Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn. À, các anh chị cứ ứng dụng nha. Các anh chị phải biết được là mình đang bị mất năng lượng hoặc là mình đang bị phân tâm vào những cái việc nhỏ nhặt nào các anh chị. Được không ạ? Và sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện lòng biết ơn các anh chị. Đó là gì? Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn. À, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn chính bản thân của mình. Đúng không ạ? Các anh chị luôn luôn có được cái sự cảm nhận tốt. Tôi luôn có được cái sự cảm nhận tốt với những cái giá trị xung quanh của mình. Tôi là một người có cái sự thấu hiểu. Tôi là một người có tình yêu thương. Tôi là một người bao dung. Đấy. Tôi là một một người có tình yêu thương có được cái sự đón nhận tuyệt vời tôi luôn mang những cái giá trị tuyệt vời đến cho những người xung quanh mình đúng không ạ đấy các anh chị ghi đi các anh chị thực hành lòng biết ơn đi các anh chị thực hành nhiều và đúng không ạ ok không các anh chị ơi đó là những cái kỹ thuật để mà các anh chị làm mỗi ngày các anh chị nhé Đúng không? Đó là Thanh An đang chỉ cho các anh chị một vài cái ví dụ để mà các anh chị làm mỗi ngày nhé Và chúng ta hãy nhớ này, phải ám thị chính mình mỗi ngày các anh chị Ám thị mỗi ngày, ám thị mỗi ngày, ám thị mỗi ngày Và một thời gian sau các anh chị sẽ thấy một cái điều hết sức là tuyệt vời Đó là gì? Những anh chị nào mà liên tục thường xuyên thực hành cùng với Liên minh Câu lạc bộ một thời gian Các anh chị cũng sẽ thấy là những anh chị đó là sẽ tươi hơn, trẻ hơn, rạng người hơn, xinh đẹp hơn, khỏe khoắn hơn đúng không các anh chị? Các anh chị có để ý thấy cái điều đó không ạ? Các anh chị có để ý là những anh chị nào mà chúng ta lên ăn mừng thành công á, họ so sánh cái hình ảnh before after trước và sau của họ lúc nào cũng là một cái hình ảnh của một cái cơ thể tràn đầy năng lượng, xinh đẹp và khỏe khoắn hơn rất là nhiều đúng không các anh chị? Các anh chị có để ý thấy cái điều đó không ạ? Đấy. Khỏe hơn, trẻ hơn, xinh sáng khỏe mạnh hơn các anh chị. Bởi vì sao? bởi vì khi mà các anh chị vào cùng với nhóm rèn luyện cùng với liên minh câu lạc bộ các anh chị sẽ có một bộ bí kíp một bộ công thức về sức khỏe các anh chị làm sao để mình ăn đúng uống đủ hợp và vận động hợp lý và làm sao để mình xây dựng cho mình một cái lối sống lành mạnh các anh chị đúng không ạ và thứ hai là mình đang có một môi trường rất là tuyệt vời một môi trường cho cộng đồng để mà mình có thể là liên tục nuôi dưỡng những cái hạt giống tốt để mình có được những cái tư duy đúng những cái suy nghĩ đúng các anh chị và khi mà các anh chị ứng dụng thường xuyên liên tục á, các anh chị nhớ này, trong như thế nào thì ngoài như thế đó các anh chị. Trong như thế nào ngoài như thế đó các anh chị ơi. Đúng không ạ? Và khi mà bên trong của các anh chị nó thay đổi á, thì các anh chị sẽ có được cái sự cải thiện. Đúng không ạ? Và khi mà các anh chị bên trong có được cái sự cải thiện thì bên ngoài cái thế giới của các anh chị nó sẽ có được cái sự cải thiện các chị nhé. Đúng không ạ? Và cái yếu tố thứ ba trong cái việc mà các anh chị giao tiếp với tiềm thức đó là gì? Đó, bước thứ ba. Đó là gì? Đó là chúng ta sẽ sử dụng một trong những cái kỹ thuật rất là hiệu quả đó chính là kỹ thuật thôi miên các anh chị. Đúng không ạ? Kỹ thuật thôi miên các anh chị nhé. Đấy, kỹ thuật thôi miên. Thôi miên ở đây có nghĩa là gì? Thôi miên nó giống như là cũng giống như là cái kỹ thuật tự kỷ ám thị các anh chị. Tự kỷ ám thị là chúng ta đang nói liên tục những cái lời nói chúng ta ám thị mình mỗi ngày. Còn thôi miên thì sao? Thôi miên thì chúng ta sẽ bắt đầu viết ra cho mình những cái hình mẫu về cái về cái điều mà chúng ta mong muốn về cái phong cách sống mà chúng ta mong muốn và sau đó chúng ta sẽ ghi âm lại các anh chị và sau đó thì chúng ta sẽ ghi âm lại và chúng ta sẽ chạy trên cái nền nhạc offering và chúng ta sẽ làm sao chúng ta sẽ làm một cái đoạn ghi âm để mà chúng ta ám thị lại và chúng ta nghe hai cái thời điểm quan trọng nhất đó là gì đó là cái thời điểm mà lơ mơ trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy đúng không ạ chúng ta sẽ bật cái đoạn thôi miên đó để mà chúng ta nghe và chúng ta ám thị chính mình các anh chị đúng không ạ và khi mà chúng ta thư giãn thả lỏng sâu trạng thái mà sóng não thê ta các anh chị khi đó cái ý thức của mình nó lắng xuống và cái tiềm thức của mình nó mở ra và nó đón nhận mạnh nhất vậy thì khi đó tiềm thức của chúng ta sẽ đón nhận một cách rất là tuyệt vời các anh chị nó đón nhận rất là tuyệt vời luôn à, cái lúc này thì chúng ta cũng không có đủ tỉnh táo để mà chúng ta tuyên bố đâu các anh chị nhưng mà khi đó thì chúng ta sẽ nghe cái đoạn thôi miên đúng không ạ à, các anh chị sẽ nghe về cái phiên bản mà các anh chị muốn trở thành hoặc là nghe về cái phong cách sống 6 tháng mà các anh chị mong muốn À, các anh chị kèm theo những cái phiên bản mà các anh chị mong muốn trở thành kèm theo những cái tính cách những cái thói quen những cái điều mà các anh chị mong muốn thay đổi à, sau đó thì chúng ta sẽ ghi âm lại chạy trên cái nền nhạc offering các anh chị nhé đúng ạ. Khi đó thì chúng ta sẽ nghe hai ngày hai lần à, tại cái thời điểm mà trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy các anh chị nhắc. À, đó là hai cái thời điểm nó rất là quan trọng để các anh chị nghe thôi miên để mà chúng ta có thể là cài đặt vào bên trong tiềm thức của mình về những cái điều mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ. Và khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là thôi miên các anh chị nhé. À, và đây là một trong những cái công cụ rất là đặc biệt trong cái việc mà các anh chị cài đặt à, những cái niềm tin, lập trình lại cái hệ thống niềm tin cài đặt lại cái bức tranh mà các anh chị mong muốn cài đặt lại cái phong cách sống mà các anh chị mong muốn vào trong cái tiềm thức của mình được không ạ à, đây là một trong những cái cách rất là hiệu quả các anh chị nhé à, và đây là ba cái cách đầu tiên mà các anh chị có thể là giao tiếp với chính tiềm thức của mình à, tuyệt vời không ạ ừ, rất là tuyệt vời các anh chị ha đấy à, và những ngày tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ học thêm những cái cách để mà chúng ta À, tiếp tục giao tiếp với tiềm thức các anh chị nhé, đúng không ạ? và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đã biết cái cách để mà chúng ta giao tiếp với tiềm thức của mình được không ạ? đấy, à, chúng ta sẽ ngày hôm nay chúng ta đã biết cái cách để mà chúng ta bắt đầu giao tiếp đúng với chính mình chưa các anh chị? À, tuyệt vời không ạ? đấy, ngày hôm nay chúng ta hãy bắt đầu nói cái điều mà mình muốn và hãy cải thiện cái điều đó đi các anh chị ạ? Và tất cả những cái điều mà gì mà các anh chị cảm thấy mình chưa có được hài lòng á thì các anh chị phải nhớ này, đó là chính vì chúng ta thiếu vắng lòng biết ơn á các anh chị. và chúng ta sẽ ứng dụng lòng biết ơn để mà chúng ta cải thiện cái điều đó mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày các anh chị. Và các anh chị nhớ này, khi mà tình yêu của các anh chị đủ, khi mà cái cái lòng biết ơn của các anh chị đủ thì sao thì tất cả những cái năng lượng xấu, những cái năng lượng mà nó chưa ok thì sao nó sẽ không còn nữa các anh chị và chúng ta sẽ nuôi dưỡng cái năng lượng của cái sự hạnh phúc chúng ta sẽ nuôi dưỡng cái năng lượng của cái sự hài lòng năng lượng của cái tình yêu thương và lòng biết ơn các anh chị nhé chúng ta sẽ nuôi dưỡng lại và tất cả những cái điều này này nó sẽ đem đến cho các anh chị thu hút cho các anh chị một cái cuộc sống tuyệt vời hơn rất là nhiều và trong cái thời gian ngắn sắp tới các anh chị sẽ hoàn toàn thay đổi được cái chất lượng cuộc sống của mình các anh chị nhé đúng không ạ rồi, ok các anh chị và thanh an cũng xin gửi một lời cảm ơn và biết ơn đến tất cả các anh chị cũng đã đồng hành cùng với thanh an trong cái buổi chiều livestream ngày hôm nay các anh chị ha và trong những ngày tiếp theo thì thanh an cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn cho các anh chị những cái công thức, những cái bí kíp để giúp cho chúng ta ứng dụng và gặt hái được những cái kết quả tốt nhất nha các anh chị được không ạ? Rồi thanh an cũng xin gửi một lời cảm ơn và biết ơn đến tất cả các anh chị đã đồng hành cùng với thanh an. À, và những anh chị nào mà chúng ta mong muốn nhận được thêm nhiều những cái bí kíp ứng dụng luật hấp dẫn vô cùng hiệu quả thì mời các anh chị ấn vào đường link bio bên dưới ảnh avatar trang cá nhân của Thanh tham gia vào nhóm và Thanh sẽ hỗ trợ đồng hành cùng với các anh chị nha rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và vô cùng biết ơn tất cả các anh chị nha xin chào và hẹn gặp lại cả nhà hẹn gặp lại cả nhà trong những buổi livestream tiếp theo nha xin chào cả nhà